Mình chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo. Lời nói đầu tiên thì chúc bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm nay rất là nhiều bà con hỏi mình về cái chủ đề nói chung là bà con hỏi rằng là trồng sầu riêng thì đi phân bón gì. Em cũng khuyến khích cho bà con là có hai loại phân bón là bà con hay định hình nhất đó là một là hữu cơ, hai là hóa học. Thì Hôm nay em cũng đề xuất cho bà con là bà con nên đi. À, hữu cơ nha bà con à, trồng sầu riêng đặc biệt là trồng cây ăn trái trồng cây gì cũng vậy chúng ta đi theo hữu cơ thì một cái nền nông nghiệp bền vững nghe tới hữu cơ là em rất là phái hôm nay thì em cũng xin review cho bà con à, cái vườn sầu riêng hữu cơ hoàn toàn là hữu cơ hết không xịt cỏ không xịt hết à, trong cái vườn này là ở vùng đất bến tre bà con cũng biết rằng là bến tre thì nơi là một tiền giang là nơi cái vựa của uh, trái cây đồng bằng sông cửu long nó bến tre tiền giang hậu giang cũng những cái nơi mà gọi là chiên về sầu riêng cũng như là cái dùng cây ăn trái khác hiện tại đang lên miền đông và cần thơ thì cũng là phong điền cần thơ cũng là một cái nơi mà gọi là trồng chiên về sầu riêng hôm nay em xin review cho quý vị anh chị các bạn bà con cô bác trồng sầu riêng thì đi phân bón gì bà con có thể nhìn thấy nguyên cái vườn sầu riêng thì hôm nay em cũng xin review cho bà con cái phân bón đó là phân bón hữu cơ là siêu dưỡng cây cái tên đó là siêu dưỡng cây sản phẩm của công ty nông nghiệp hoa kỳ bà con có thể mua phân bón thì nó có cái, cái nêm nhà bà con ha cái phân bón hữu cơ siêu dưỡng cây này nó giúp cho cây sung mãn cũng như là tăng năng suất và bung chồi cành mập khỏe lá xanh dày và cải tạo đất cũng như là nuôi trái và phục hồi cây hôm nay thì em quay cái bình phân bón này để cho bà con có thể thấy rằng là cái thành phần nó là hữu cơ thực vật gồm có axit humic, amino axit rong biển và tạo biển cái công dụng của nó là hạn chế nước thăng xì mủ cũng như là khử khử chua hạ phèn hút nước và khoáng chất tốt hạn chế các hiện tượng bó rễ và nghẹt rễ giải độc hữu cơ hạ hạn phèn hạ mặn rồi ngộ độc có chắc nông dược là bị năm bệnh tấn công thì chúng ta trồng hữu cơ á bà con trồng sầu riêng hữu cơ á, bà con cũng biết rằng là nó sẽ hạn chế được cái vấn đề sâu bệnh sâu bệnh hại nếu mà con sử dụng theo phương pháp hóa học thì nó rất là nguy hiểm cho vườn trái cây của mình đặc biệt là hóa học càng ngày nông nghiệp chúng ta là càng đi theo một cái hướng hữu cơ bà con biết rằng là chúng ta nếu mà đi hóa học nó làm cho suy cây bạo phát thì bạo tàn tuy nhiên rằng là chúng ta đi hữu cơ là nó bền vững nhất theo một cái phong cách hữu cơ thì cái canh siêu dưỡng cây mà bà con có nhìn thấy mới nãy mình cầm mình quay cho bà con đây bây giờ mình quay lại ha cái canh siêu dưỡng cây này nó chuyên sử dụng cho cây ăn trái cũng như là tất các loại cây sầu riêng đặc biệt là cây ăn trái ha cây gì cái phân bón này cũng xài được hết nó thay thế tất cả các loại phân bón hóa học hữu cơ hoàn toàn một cái canh siêu dưỡng cây này bà con có thể kết hợp với humic hoa kỳ cộng với trico humic mà hai loại humic mà hay quay cho bà con coi cái siêu dưỡng cây này á nó gồm thành phần nó là rong biển và tạo biển cũng như là các loại và amido acid, trong này nó cũng có đạm lăng hữu cơ, thì à, cái thành phần hữu cơ nó rất là nhiều, à, toàn bộ là hữu cơ hoàn toàn hết. khi bà con mua cái can này về, bà con có thể mở ra bà con ngửi được cái mùi hữu cơ, nó hoàn toàn nó không nó không phải là cái mùi hóa học, nó không nồng nặc như mà các loại phân bón hóa học mà bà con hay à, sử dụng. nên chúng ta sử dụng hữu cơ á, thì thành lá cũng như là tế bào lá, dày lá cũng như rằng là, là cây nó phát triển bền vững và ổn định, nó không có hiện tượng sâu bệnh hại cũng như rằng là tất cả các cái vấn đề khác liên quan đến hóa học, nó nó rất là lợi hữu cơ ngày càng được phủ rộng trong nông nghiệp của chúng ta ở trên toàn thế giới cũng như là Mỹ là một trong những cái nước mà nông nghiệp hàng đầu đó bà con chứ không phải là về Trung Quốc đâu nha bà con nghe cái sản phẩm cái canh mà suy dưỡng cây của công ty nông nghiệp Hoa kỳ để em quay lại cho bà con coi cái canh siêu dưỡng cây này của công ty nông nghiệp Hoa kỳ đây nó cũng ra rễ và hạ phèn và nó cung cấp cái hữu cơ hoàn toàn cho bà con bà con thay thế nó bằng cái loại hữu cơ này thay thế phân gà phân chuồng phân hoa mục bà con sử dụng một gói humic ho kỳ cộng với một gói trico humic bà con pha chung với cái canh siêu dưỡng cây này cho em là hai 000 lít nước thì bà con tứ quanh vườn đối với những cái cây lớn lớn thì bà con tưới khoảng là 10 lít nước đến 15 lít nước tùy theo cái tán cây của chúng ta. À, bà con phát rộng ra nha bà con. Hôm nay thì em xin phép review để cũng như rằng là tâm sự chia sẻ với bà con về cái nông nghiệp hữu cơ và trồng à, sầu riêng thì chúng ta đi phân bón gì thì em cũng đã quay cho bà con cái coi cái uh, canh siêu dưỡng cây uh, một trong những cái loại phân bón mà uh, hiện đại cũng như là chúng ta đi theo tưới chúng ta tưới nó là chúng tôi tưới, tưới quanh gốc chúng ta không cần phải sử dụng các loại phân khác là rải mới công nữa bà con chúng ta tưới qua hệ thống qua đèo hoặc chúng ta múc vào cái thùng phi chúng ta để có cái thùng phi xanh 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 về chúng ta pha vào đó và chúng ta có thể múc để tưới hoặc là chúng ta có cái máy mà gọi là máy rửa xe thì chúng ta phun chúng ta tưới hết quanh tàn quanh tán lá chúng ta rễ sầu riêng tới đâu thì tàn nó tới đó nên bà con chúng ta phun rộng ra bên ngoài nha bà con nhé à, rất là nhiều bà con định hình về nông nghiệp hữu cơ à, thì đây là một trong những cái điều mà mình cũng muốn chia sẻ với bà con khi mà chúng ta làm nông nghiệp thì chúng ta đi theo hữu cơ à, theo một cái cách bền vững nhất và nói chung là ăn chắc mặt bền hữu cơ thì rất là ăn chắc rất là mặt bền à, còn mà chúng ta đi hóa học, học thì bạo phát bạo tàn cái cây chúng ta à, nhìn nó mới phát lên thôi à, nhưng mà về độ bền nó thì nó không có này là em cũng sẵn sàng chia sẻ với nó thật thực tế với bà con như vậy nên khi chúng ta trồng sầu riêng thì chúng ta cũng chú ý về vấn đề phân bón và chúng ta đi phân bón hữu cơ là một trong những cái loại phân mà chúng ta đưa lên hàng đầu để chúng ta đi cho cái cây sầu riêng của mình Đây, bà con nhìn thấy những cái tàn của cái sầu riêng sau khi mà được tạo tàn cũng em hướng dẫn cho bà con tạo tàn thì nó theo một cái tàn thông rất là rõ ràng em đứng từ xa em quay cho bà con coi tấn sát quá thì chúng ta không thấy tàn thông bà con nhìn thấy cái tàn thông không nhìn thấy tàn nó xung xê và nó đủ tàn để cho cây của chúng ta nó đủ lực sau này nó mang trái. Bây giờ em xin bước phía, bước vào cái cây sầu riêng này em vừa quay cho bà con coi. Cơi đọt cây lá nó ra rất là mạnh. Nói chung là chúng ta nhìn thấy cái độ ổn định của nó lá nó không có mỏng mà lá rất là dày. Còn cái thành tế bào của lá nó cũng rất là dày ở trong này. Cành nó cũng rất là khỏe. Bà con nhìn thấy cành rất là khỏe và đi tứ tứ diện tứ phương luôn. Cành chúng ta tàn nó tàn xoay giống như là tàn thông vậy đó. Bên kia cũng vậy. ha bà con hầu như là tất cả các cây đều đã đi theo tầng thông hết và một cái quy trình mà em chăm sóc cũng như là chia sẻ với bà con à, chúng ta đi cơi đọt định kỳ như phân bón xây dưỡng cây thì chúng ta có thể à, đi tầm là khoảng là 15 ngày chúng ta đi à, một lần để nó búng cơi đọt ra cũng như là nó dinh dưỡng nó phát triển bền vững à, nó không có phực cây như là chúng ta sử dụng hóa học mà còn chú ý cái vấn đề đó, hữu cơ thì nó rất là bền. Chúng ta đi theo một cái phong cách hữu cơ. Cây nó rất là bền, cây nó rất là khỏe và sau khi thu hoạch thì chúng ta cũng có một cái thời gian định lượng để chúng ta phục hồi lại cây cũng bằng cái canxi dưỡng cây hoặc là cái siêu phục hồi. Nó cũng có rong biển, tạo biển. Em làm rất là nhiều video về sầu riêng thì hôm nay cũng xin phép quay cho bà con cô bác anh chị và các bạn một cái video về nói về phân bón còn bà con đi phân bón hóa học được gọi là đa lượng NPK dạng đa lượng mà hữu cơ thì nó cũng cẩn thận nha bà con đi nhiều quá thì nó hư cây và chúng ta sử dụng hữu cơ thì nó rất là bền vững dù chúng ta có xài dư đi một chút xíu nó cũng chẳng sao mà thiếu đi một chút xíu cũng chẳng sao miễn sao mà bộ rễ của chúng ta phát triển và cây nó hấp thụ bền vững là được rồi chúng ta đừng có dùng dồn hóa học cho nó rất là nguy hiểm cho cây ăn không được bao lâu là chúng ta chặt bỏ hữu cơ thì nó hạn chế được cái vấn đề xì mũ còn vấn đề làm bông thì sau này em sẽ hướng dẫn cho bà con cô bác anh chị và các bạn những cái video tiếp theo về phương pháp làm bông để chúng ta có những cái mùa vụ mà thành công nhưng mà con trồng sầu riêng thì nói chung là một trong những cái cái loại cây ăn trái mà chúng ta biết rằng nó ổn định nó ổn định giàu thì nó không giàu nhưng mà chúng ta có thể gọi là đủ cơm đủ ấm ha sung sung túc các bà con đây em xin phép review cho bà con một cái vườn mà sử dụng phân bón hữu cơ hoàn toàn hết đi theo cái cách mà tụi em đã hướng dẫn cho bà con rất là nhiều vùng thì bà con cũng sử dụng cái canxi dưỡng cây thành công cũng như là đưa ra cái chất lượng rất là tốt cho vườn hôm nay xin phép review và ở dưới thì tầng lớp cỏ chủ vườn cũng để cỏ cho bà con nha không sử dụng thuốc diệt cỏ cũng như rằng là không đi theo cái phương pháp hóa học nào hết hoàn toàn là sử dụng hữu cơ bà con có thể nhìn thấy những cái gốc như thế này nó tái, tái sinh cái bộ rễ rất là khỏe đây là khi mà chúng ta trồng trồng cao lên dài thì bộ rễ chúng ta nó mạnh nó đưa lên trên như này chúng ta có thể nhìn thấy được chúng ta quản lý được sau này chúng ta quản lý được nấm bệnh rất là rõ ràng luôn các cái chi các cành khỏe nha bà con nha khi chúng ta À, trồng sâu quá thì cũng rất là nguy hiểm thế nên là cái vấn đề là mô mô cao mô thấp nó cũng là ngay chỗ cái giai đoạn ban đầu mà chúng ta đi phân bón hợp lý thì nó sẽ đưa cho cây của chúng ta à, có à, những cái bước phát triển bền dẫn Rồi, à, một cái video nhỏ nhỏ và xin phép chia sẻ review cho quý bà con cô bác anh chị và các bạn một cái vườn sầu riêng 5 năm tuổi à, ở bên Tre à, xin à, chào và mến chúc bà con sức khỏe bà con cần thiết gì cứ gọi vào tổng đài để anh em kỹ thuật tư vấn cho bà con đi phân bón gì cũng như là quản lý sâu rầy ra sao à, nghe tới trồng hữu cơ là em rất là thích cứ hữu cơ mà đi thôi bà con à, đừng có đi hóa học mà đừng có làm dụng hóa học à, chúng ta có thể xịt sâu rầy bằng những cái hột chất cũng như là là à, những cái chế phẩm mà sinh học này chúng ta quản lý nó có thể rất là nhiều bà con sử dụng tỏi ớt gừng rượu rau răm à, để làm những cái thuốc xịt sâu rầy đuổi sâu rầy đuổi côn trùng đó cũng khá là hay rồi có thể ủ à, phân À, bằng phân cá nha bà con à, chúng ta à, sử dụng cái gói à, tricohumic để chúng ta ủ phân nó cũng là một phương pháp hay vâng à, mến chào tất cả quý bà con cô bác anh chị và các bạn một lần nữa canxi những cây em để đây để xin chia sẻ với quý vị bà con cô bác ha à, canxi những cây trong này nó hầu như là hữu cơ thực vật hết và wow. có 17 loại protein axit amin có thành phần đầy đủ hết nha các bạn bà con cô bác À, xin chia sẻ với quý vị, bà con cô bác à, chúng ta à, sử dụng canxi dưỡng cây này đây là một phiên bản nông nâng cấp và công thức nó cũng siêu cải tiến nó bổ sung hữu cơ vi sinh rồi à, chúc bà con bình an và làm vườn à, cũng như là may mắn ha được mùa được giá à, có gì thì gọi vào tổng đài để anh em kỹ thuật tư vấn hỗ trợ cho bà con cách bón phân cách tỉa cành cách tạo tán ra sao cũng như là đi bông ra trái như thế nào sau này cái giai đoạn làm bông làm trái nó cũng là một cái giai đoạn rất là cần thiết giai đoạn quyết định cho cái năng suất chúng ta quyết định cái mùa vụ của chúng ta và quyết quyết định cái kinh tế rồi bye bye bà con nghe